Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm huyệt Thập Chỉ Liên Tâm. Bỏ máy trợ thính, khỏi điếc, hòa nhập giao tiếp với cộng đồng. Bỏ gậy, thoát án liệt nằm một chỗ. Bỏ lại sau lưng những cơn đau mỏi thắt lưng, đau mỏi vai gáy, đau thần kinh tọa. Hết chứng khập khiễng, chân cao chân thấp. Hết rối loạn tiền đình, đau đầu mãn tính. Hết ho đờm, cắt cơn xuyễn, khó thở, tức ngực. Nâng cao sức đề kháng, phòng tránh bệnh tật. Là những gì mà Thập Chỉ Liên Tâm đem đến cho mọi người. Thập Chỉ Liên Tâm đã có mặt tại nhiều nơi ở trong nước như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Vũng Tàu, Bình Định, Sơn Tây, Bắc Ninh và nhiều nơi khác. Vươn ra thế giới, thầy Dư Quang Châu đặt viên gạch đầu tiên cho Thập Chỉ Liên Tâm tại Hamburg, rồi đi đến Naples, Praha, Radeberg, Viên, Áo, Bratislava, Slovakia, Hà Lan, Warsaw, Ba Lan, Berlin, Đức, Paris, Devisser, Pháp, Bologna, Italia. Đó là 2 năm về trước, Thập Chỉ Liên Tâm năm 2016 còn phát triển thêm ở Marseille, Bordeaux, Pháp, Dubai, Cộng hòa Séc, Munich, Hanover, Frankfurt, Cộng hòa Liên bang Đức, Sydney và Melbourne, Australia. Bây giờ, Thập Chỉ Liên Tâm đã bước lên một tầm cao mới. Thập Chỉ Liên Tâm, 4 năm, một chặng đường. Sắp đến ngày lễ kỷ niệm 4 năm thành lập Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm huyệt Thập Chỉ Liên Tâm. Tiền thân là Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Năng lượng Cảm xạ. Hôm nay, chúng tôi, Viện trưởng Dư Quang Châu và các đồng nghiệp trang trọng làm lễ ra mắt Viện thuộc Liên hiệp Khoa học Công nghệ Tin học Ứng dụng UIA do Tiến sĩ Vũ Thế Khanh làm Tổng Giám đốc, và giới thiệu dự án nghiên cứu khoa học của Viện. Thành lập ngày 20 tháng 8 năm 2012, ngay sau khi tiếp nhận phương pháp bấm huyệt thập chỉ đạo của cố lương y Huỳnh Thị Lịch, Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm huyệt Thập Chỉ Liên Tâm suốt chặng đường 4 năm qua miệt mài với các công việc vừa nghiên cứu, vừa biên soạn tài liệu, vừa xuất bản sách, phim ảnh trên các phương tiện nghe nhìn, vừa giảng dạy, phổ biến phương pháp rộng khắp Việt Nam và ra thế giới. Nhìn lại quá trình hình thành và phát triển của Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm huyệt Thập Chỉ Liên Tâm trong suốt 4 năm, khó có thể ngăn được lòng cảm phục đối với người đứng đầu, là người viện trưởng năng động, sáng tạo, thầy Dư Quang Châu, cùng một tập thể kiên định vượt qua bao khó khăn, thử thách, tạo nên những bước đột phá mạnh mẽ trong nghiên cứu khoa học, kiện toàn phương pháp, khẳng định vị thế hàng đầu trong hiệu quả chăm sóc sức khỏe ban đầu với một phương pháp mà tên gọi hoàn toàn mới lạ, liệu pháp y mao mạch. Từ một phương pháp bí truyền rất khó thực hiện khi xưa, thập chỉ đạo nay đã trở thành một phương pháp đại chúng, khoa học, đơn giản, dễ làm, mà ai ai cũng làm được, có thể phổ cập rộng rãi trong cộng đồng. Vì sự đơn giản ấy, Thập Chỉ Liên Tâm giúp cho người người đều có thể trở thành thầy thuốc gia đình, tự chăm lo được cho sức khỏe của chính mình
và người thân, vừa giúp nhau khỏe mạnh, vừa làm ấm nồng thêm tình cảm gia đình. Đóng góp lớn lao đó phải kể đến công lao của người đứng đầu viện nghiên cứu, nhà cảm xạ, bác sĩ Dư Quang Châu, người đã dốc lòng ngày đêm không mệt mỏi, mày mò tìm hiểu và quyết tâm tìm cho ra cơ sở khoa học để đem thập chỉ đạo đến với mọi người. Hôm nay, lễ ra mắt Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm huyệt Thập chỉ Liên Tâm diễn ra trong không khí tưng bừng, rộn ràng, xen lẫn cảm xúc bồi hồi xúc động của tất cả cán bộ, nhân viên trong viện. Nhìn lại những tháng ngày gây dựng viện ban đầu đáng nhớ, với niềm kiêu hãnh, tự hào, tập thể cán bộ nhân viên của viện luôn ghi nhớ đã từng đặt chân đến nhiều nẻo đường đất nước, và phương pháp này đã vươn ra thế giới, đi đến đâu cũng được đón nhận với niềm tin yêu. Đó là những buổi tư vấn, hướng dẫn chữa trị miễn phí cho cộng đồng, là những khóa học tràn đầy tâm huyết ở khắp ba miền Bắc, Trung, Nam và nhiều thành phố trên thế giới. Ẩn trong đó là những giá trị nhân văn cao quý. Đó là nhờ có tình yêu thương, gắn bó, sự tâm huyết và lòng yêu nghề của từng cán bộ, nhân viên, những người con dưới mái nhà thập chỉ liên tâm. Suốt 4 năm qua, Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm huyệt Thập chỉ Liên Tâm là nơi truyền tải những thông tin bổ ích, hướng dẫn cộng đồng đẩy lùi bệnh tật, nâng cao sức khỏe mà không cần dùng thuốc. Biết bao nhiêu người đã tìm lại được niềm vui, tiếng cười khi đến với bộ môn. Đau mỏi khớp gối, đau thần kinh tọa, ù tai, điếc tai, đau đầu, thiếu máu não, rối loạn tiền đình, liệt do di chứng tai biến mạch máu não, vân vân, được phương pháp giúp phục hồi chức năng hiệu quả rất ấn tượng. Lại hiệu quả kết quả rất là tốt. Và tôi nghĩ rằng được làm việc với các anh được là chúng tôi rất là mừng. Tôi rất mừng. Normales physiologisches Prinzip. Ông nói một cái đấy một cái phương pháp rất là bình thường. Nhưng mà có điều không ai nghĩ đã. Ông nói là với cái phương pháp của các anh đến đây ấy, làm cho chúng tôi rất là ngạc nhiên và cũng mong rằng là và chúc cho anh tức là mang lại cái nhiều hạnh phúc cho nhiều người và nhiều sức khỏe cho mọi người. Đặc biệt trong bối cảnh ô nhiễm toàn phần thời đại ngày nay, sức khỏe cộng đồng bị đe dọa bởi quá nhiều thứ độc hại vây quanh mà không thể tránh được. Mối chăn trở của những người làm công tác khoa học luôn hướng đến việc làm sao giúp cho mọi người có thể thải trừ bất độc tố xâm nhập vào cơ thể. Cầu được, ước thấy. Thầy Dư Quang Châu
đã tìm ra phương pháp chườm nóng vùng gan vô cùng hữu hiệu, giúp thanh lọc, thải độc cơ thể, làm sạch gan, làm sạch mạch máu, làm sạch nội tạng mỗi ngày, cho cơ thể khỏe mạnh, đẩy lùi bệnh tật, tăng sức đề kháng và giảm lão hóa. Phát kiến chườm gan theo liệu pháp y mao mạch này của bác sĩ Dư Quang Châu đã được phổ biến ra cộng đồng từ ngày 1 tháng 9 năm 2014, gọi là phương pháp chườm gan bằng cặp đá diệu kỳ. Sau khi được tác động, mao mạch sẽ được đả thông. Hết bế tắc thì dòng chảy của hồng cầu lại lưu thông tốt. Cách đả thông mao mạch nội tạng của chườm gan bằng cặp đá diệu kỳ có thể cải thiện các chứng bệnh về nội tạng như mỡ máu, gan nhiễm mỡ, đường máu, cholesterol, axit uric cao, các chứng u xơ tử cung, phù nề tiền liệt tuyến thông qua rất nhiều báo cáo gửi về viện. Gần 4 năm qua, đã có hàng ngàn, hàng vạn báo cáo về kết quả cải thiện sức khỏe rất ngoạn mục của cặp đá diệu kỳ chườm gan. Điểm độc đáo nữa là các khóa học của Thập Chỉ Liên Tâm truyền giao toàn bộ kiến thức và kỹ thuật bấm huyệt thập chỉ đạo vòn vẹn chỉ trong 5 ngày. Sau 5 ngày ngắn ngủi này, học viên không cần phải tốn thời gian, tiền bạc học thêm bất cứ khóa học nào nữa. Thật khó tin mà là sự thật. Tại đây, hơn bất cứ nơi nào, người học biết rõ khi thao tác mình đang làm gì cho cơ thể. Vì cơ sở khoa học của phương pháp đã được thầy Dư Quang Châu tìm ra. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm đang ngày đêm âm thầm đóng góp vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Những kết quả ghi nhận được từ những học viên và người thân của họ, từ bà con đồng bào trên khắp thế giới, là phần thưởng không chỉ ghi nhận công sức của mỗi cá nhân và tập thể viện, còn là niềm tự hào, là động lực, là hành trang để mỗi cá nhân và tập thể viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm bước tiếp chặng đường mới. Ghi nhận những đóng góp quý báu cho cộng đồng, các đơn vị tổ chức của nhà nước đã vinh danh bác sĩ Dư Quang Châu trong những buổi lễ với nghi thức trang trọng. Tháng 10 năm 2014, thầy Dư Quang Châu được vinh danh bảng vàng trí thức tiêu biểu vì sự nghiệp phát triển thủ đô. Thầy Dư Quang Châu được vinh danh trong đợt đầu tiên vinh danh bảng vàng trí thức tiêu biểu vì sự nghiệp phát triển thủ đô và trí thức quản lý tiêu biểu lần thứ nhất năm 2014. Thầy Dư Quang Châu được vinh danh vì đã có công làm sống dậy một phương pháp mang tính huyền thoại một thời, đó là phương pháp thập chỉ đạo của cố lương y Huỳnh Thị Lịch, và thầy đã có tâm huyết phát triển thành môn thập chỉ liên tâm như ngày nay. Tháng 8 năm 2015, thầy Dư Quang Châu được tôn vinh điển hình tiên tiến Liên hiệp Khoa học Kỹ thuật Hà Nội giai đoạn 5 năm 2010-2015. Và bác sĩ Dư Quang Châu
thì đang đi công tác ở nước ngoài để phổ biến về phương pháp để huấn luyện các chỉ yên tâm sang thế giới. Cái sự công hiến của Lương Y thì cũng đã được xã hội ghi nhận. Đại diện là ông Dương Quốc Châu cũng đã bắt đầu ở Lương Y thì cũng như thế này và đã viết sách và đã tuyên truyền phổ biến. Vì vậy cho nên cũng rất là nhiều các cái độc giả đã biết và quan tâm đến cái Lương Y thì không chỉ ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh mà ngay cả của Hà Nội. Tháng 4 năm 2016, Thầy Dư Quang Châu được vinh danh trí thức theo tiêu chí đạo đức toàn cầu và trí thức lao động sáng tạo bởi tổ chức UNESCO Việt Nam. Hôm nay là 23 tháng 4 năm 2016, dưới sự tổ chức của Liên hiệp UNESCO Việt Nam, vinh danh các trí thức Việt Nam theo tiêu chí đạo đức toàn cầu và vinh danh các trí thức Việt Nam sáng tạo và cống hiến. Thầy Dư Quang Châu, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm huyệt Tập trí Lương Tâm, thay mặt cho viện cùng các nhà khoa học tham dự hội thảo có những tham luận để cống hiến cho nền khoa học Việt Nam. Hôm nay, trong buổi lễ trang trọng trước đông đảo các nhà khoa học, trí thức và tất cả những người quan tâm, chúng tôi xin ra mắt Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm huyệt Tập trí Liên Tâm và công bố triển khai dự án khoa học ứng dụng phương pháp bấm huyệt tập trí liên tâm kết hợp với chườm đá nóng lạnh để nâng cao sức khỏe, đẩy lùi bệnh tật. Thầy Dư Quang Châu, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm huyệt Tập trí Liên Tâm đã ao ước Tập trí Liên Tâm trong thời gian sắp tới sẽ lan rộng khắp Việt Nam và trên thế giới. Tôi rất là vui và mong rằng cái từ bắt đầu từ bây giờ thì cái môn Tập trí Liên Tâm nó sẽ càng lan rộng ra cả nước và cả thế giới. Là một phương pháp gợi nên niềm tự hào của người dân Việt. Bước sang tuổi thứ tư đầy năng lượng, Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm huyệt Thập trí Liên Tâm đã xây dựng rất nhiều kế hoạch và dự định mới cho chặng đường sắp tới, hoàn thiện hơn nữa để góp phần hỗ trợ cộng đồng nhiều thêm nữa. Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm huyệt Thập trí Liên Tâm.